chiếc đuôi xòe này. Chuyện xòe. Xin chào anh em nhé. Hôm nay em đi test con mồi để lấy về đây để bắt đầu lại gây dựng lại từ đầu. Bỏ ai khuyên là một ôm. Không đi ngồi treo bên ngoài có. Được xem. Bà trả bà cháu gì ạ? Hả? Thế con bé xuống kìa. Chị đi vào em xích chó rồi. Quen rồi mà. Vâng. Ok anh em. Theo em để em đi treo chỗ khác xem bắn không nhá. Đi vào đây này. Nắng. Chưa nắng. Không nghĩa đi treo sâu vào như cứ kệ nó nếu nó có năm xuống. Ngoái nhỉ? Vừa mới giờ vừa rồi đây này, nó làm cổ nguyên cái cây sấu này. À. Em thấy, em để ý mà. Lúc đấy em sang chơi em thấy cái tổ đấy, hóa ra nó nằm, nó làm tổ đấy. À. Em lên em thấy mới thấy có ba trứng rồi. Xong rồi là để ý sau mấy hôm nó bắt đầu nó nở ra. Nhưng mà... Có màu gì không? Cánh mơ này. À. Cánh, mỗi một bên cánh có 3 đấy, về. Nhưng mà đây, đây. Về rồi. Đâu rồi? Mưa suốt, thế là hôm em già rơi cả ba con xuống tổng tiêu. Thôi nhỉ? Nó về chỗ nào đấy, rồi? Em nhìn thấy chưa? Vừa về rồi. Nó đang đậu góc kia nó bắn nghe. Cái cây này lúc nào cũng có quyền. Cây đây tháng hơn tháng chưa có con cố này thì có con chó. Đuôi xòe này. Chuyện xòe. Hình như trên ngọn anh nhìn thấy như rộ hơn nữa. Về đó, về đó. Sẽ à?
Đôi con này xòe. Con này chắc anh mượn của anh em anh à? Ừ. Đây là khuyên mộc chứ? Mộc đấy. Mộc mấy tháng đấy ạ? À? Ừ. Mộc mấy tháng đấy ạ? À? Ừ. Vâng, chắc con này tầm tháng hay tháng rồi. Góc này không nhìn thấy bạn đuôi. À, chuyện xòe thôi chứ nếu không xòe. Ở đâu rồi thế? Con đứa nó chơi con đứa nó không? Ừ. Rơi nóng quá đó. Nó rơi xuống em nhặt mấy là lên luôn. Cứ phải ngâm gạo bón. Ý là kiểu nó nóng, nó dãy. Nó dãy nó rơi rồi. Con đứa nó rơi, con đứa nó không rơi. Vì sẻ nó cứ hay nó xuống làm cái chim em ăn rồi. Ngoài có khuyên ngoài có
đuôi xòe. Con được bao nhiêu đấy? Đây, con này đuôi xòe. Con này ở bên đây có con ngoài. Đi không? Chẳng biết nhà chẳng đi được. Hôm thấy chú nhiều chuyện đâu. Hôm qua chú vừa đăng video một tổ cái tổ một cố đấy hai trời. Ba một con gì một con gì thế. Giờ anh còn mỗi con chuột ở cây chuối đổ và anh. Con đấy cháu mày. Đưa cho ông anh nuôi hộ ngay từ lúc nhỏ lấy về đường. Hôm anh đang đi theo ngay tối hôm đấy hay sao? Ừ đúng. Ngay tối hôm đấy hôm sau anh mới đăng, nhưng mà tối ngay tối